đừng đè nặng áp lực trên vai. Bản thân mỗi con người có một sự chịu đựng giới hạn, nhưng đôi khi không phải bởi các áp lực bên ngoài mà chính tự mình lại ép mình. Và kết quả của việc ép mình quá sẽ khiến mình áp lực đến tiêu cực. Khi mệt mỏi, áp lực với hàng đống suy nghĩ linh tinh thì im lặng là cách tốt nhất để tâm hồn được bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Bước qua đầu thường ta càng trở nên cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta mệt mỏi biết nhường nào. Ở xã hội hiện đại như bây giờ, muốn sống tốt cũng phải có tiền. Bởi áp lực đó mà người ta dần quên đi tình nghĩa, họ sống giành giật. Cuộc sống của họ chỉ là sự tồn tại rồi kiếm sống mà thôi. Ở một vài thời điểm trong cuộc sống, bạn cần nhớ hai điều này: buông bỏ thứ mà ta nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, và sống trọn với những gì đang xảy ra.